Với khảo sát này, vốn FDI của Trung Quốc sang phương Tây đã chạm mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Trong đó, Mỹ chứng kiến biến động mạnh mẽ nhất khi lượng đầu tư giảm đến 83%. Còn tại khu vực EU, mức giảm là khoảng 11%, bất chấp dòng vốn chảy vào các nền kinh tế dẫn đầu như Pháp và Đức vẫn tăng nhẹ. Tuy nhiên, xu hướng này được xem là không quá bất ngờ trong bối cảnh các căng thẳng thương mại gia tăng, cùng những lo ngại lớn từ phương Tây về ảnh hưởng quá lớn của Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực như công nghệ cao. Giữa năm ngoái, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra kế hoạch siết chặt giám sát về hoạt động đầu tư của Trung Quốc với 14 ngành, trong đó có trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu. Để bảo vệ an ninh quốc gia, Mỹ cần có các giới hạn đặc biệt về đầu tư và xuất khẩu với các cá nhân và tổ chức từ Trung Quốc liên quan đến các ngành công nghiệp trọng yếu của chúng ta. Điều này đã được thể hiện rõ khi giới chức Mỹ đã không thông qua tới 14 thương vụ đầu tư được cho là liên quan tới Trung Quốc trong năm 2018, trong khi nhiều nước khác cũng có động thái tương tự. Ở chiều ngược lại, kinh tế giảm tốc cùng bài toán giảm nợ cũng hối thúc các nhà quản lý nền kinh tế số 2 thế giới thận trọng hơn với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Ngay từ cuối năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã ban hành quy định mới giới hạn các công ty nước này bỏ tiền vào một số lĩnh vực nhạy cảm như bất động sản, vui chơi giải trí hay quỹ đầu tư tư nhân. Và từ đó đến nay, các đại gia đầu tư Trung Quốc như Wanda, HNA hay Anbang đã đồng loạt bán nhiều tài sản có giá trị như các chuỗi khách sạn, sòng bạc và rạp chiếu phim nhằm cân đối danh mục theo quy định mới.